Matt luôn là người dễ thương, được mọi người yêu mến. Cậu ấy luôn làm người ta cười. Cậu ấy thông minh, học giỏi ở trung học và cả đại học. Cậu ấy đẹp trai, thành công, có học vấn cao và một công việc làm thật tốt. Cậu ấy có vẻ đang thăng tiến như diều gặp gió. Đúng vậy, mọi người cho rằng tôi là người rất thành công. Nhưng nhìn vào mặt cậu ấy, bạn có thể thấy sự tranh chiến dữ dội đang xảy ra bên trong. Chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài của tôi thôi, bạn có thể thấy được điều đó. Tôi bắt đầu tìm kiếm và lún sâu vào những thú vui để thỏa mãn cái tôi của mình. Bạn có thể nhận ra những bằng chứng cho thấy cậu ấy đang đi sai đường khi cậu ấy vào đại học. Một tuần tôi chà chén thâu đêm hết 4-5 lần rồi. Tuy cậu ấy là một thanh niên điển trai, thông minh và mọi người yêu mến, nhưng vẫn có cái gì đó không ổn. Tôi chỉ có uống rượu thật nhiều và lăng nhăng với nhiều phụ nữ để trấn an chính mình là tôi đang sống tốt. Quá đau đớn, tôi chỉ có thể kêu khóc. Chú ơi, cậu ấy cần Ngài. Cậu ấy cần Ngài. Chị tôi hết lòng cầu nguyện cho tôi, trong khi tôi làm ngược lại tất cả những gì chị ấy cầu nguyện. Suốt 6 năm rồi, chị ấy có cảm giác như lời cầu nguyện của mình không được nhầm. Tôi thường xuyên đi quán bar, về nhà lại cảm thấy trống vắng hơn. Không biết mình tiêu xài hết tiền bạc và thời gian để làm gì, và mình đang theo đuổi cái gì. Đặc biệt, những mối quan hệ của tôi với phụ nữ ngày càng trở nên cạn cợt. Bạn có thể thấy sự bất an trong cậu ấy. Bạn không thể tìm thấy sự bình an đâu cả. Tất cả những thứ mà tôi cố bám víu để trấn an chính mình là tôi vẫn ổn. Bây giờ không còn có ý nghĩa gì. Tôi hoàn toàn lạc mất. Lúc đó tôi thật tuyệt vọng và hoang mang. Rồi cuộc đời tôi sẽ về đâu? Tôi là ai? Tại sao tôi có mặt trên trần gian này? Tôi sẽ đi đâu sau khi chết? Mục đích của đời tôi là gì? Câu trả lời cho những câu hỏi trên ở đâu? Rồi chị tôi mời tôi đi với chồng đến dự buổi truyền giảng của Louis Palau tại Portland Waterfront. Tôi chỉ nói với Matt rằng, Matt ơi, đi xem hòa nhạc miễn phí nhé. Những buổi hòa nhạc thì luôn luôn thú vị và thật dễ dàng để mời ai đó tham dự. Tôi có cảm giác những buổi hòa nhạc sẽ rất vui. Tôi yêu âm nhạc. Đó là một buổi hòa nhạc thật đồ sộ và có rất đông người đến tham dự. Tất cả chúng tôi đang đứng ngay đó thì Louis xuất hiện và bắt đầu rao giảng lời của Chúa. Kinh Thánh chép rằng chúng ta thảy đều hư mất vì sự phản loạn và tội lỗi của chúng ta. Chúng ta bị phân cách khỏi Đức Chúa Trời. Những lời đó cứ vang vọng trong đầu tôi. Tôi là một tội nhân và Chúa Giêsu quá yêu tôi đến nỗi Ngài đã chết thế cho tôi. Anh chị em có muốn biết con đường cứu rỗi không? Hãy đến với Chúa Giêsu. Anh chị em có muốn biết lẽ thật không? Hãy đến với Chúa Giêsu. Anh chị em có muốn sự sống không? Hãy đến với Chúa Giêsu. Lúc đó tôi cảm thấy không còn sự lựa chọn nào khác. Chúa đang kêu gọi tôi và tôi phải đáp lại lời mời gọi của Ngài. Bây giờ là thời điểm quyết định của anh chị em. Tôi sẽ hướng dẫn mọi người cầu nguyện. Nếu mọi người đã quyết định tiếp nhận Chúa Giêsu, hãy cầu nguyện rập ràng theo tôi. Và khi ông ấy mời mọi người cầu nguyện, tôi đã mời Chúa Giêsu bước vào lòng mình. Có bao nhiêu người trong anh chị em đã cầu nguyện để tiếp nhận Chúa Giêsu? Anh chị em hãy mạnh dạn giơ tay lên. Thật tạ ơn Chúa. Hallelujah. Và tôi đã giơ tay mình lên. Tôi đứng đó vô cùng kinh ngạc và tất nhiên chỉ òa khóc trong sự sung sướng. Wow,
Và tôi nhớ lúc đó Louis nói rằng, bây giờ anh chị em hãy quay qua người bên cạnh và nói với người đó điều anh chị em vừa làm. Cậu em trai của tôi quay sang tôi và nói rằng, chị ơi, em đã dâng cuộc đời của mình cho Chúa Giêsu, thật lạ lùng. Chúng tôi gặp Matt lần đầu tiên khi cậu ta đến bắt đầu nhóm với hội thánh Solid Rock Fellowship của chúng tôi. Ngay từ ban đầu, hội thánh chúng tôi luôn chào đón Matt. Trong những lúc yên tĩnh, Matt thường ngồi ở đây và miệt mài suy gẫm lời Chúa. Và chúng tôi thấy cậu ấy chơi guitar và bắt đầu sử dụng khả năng của mình trong những mục vụ ở đây. Sau mùa thu năm ấy, Chúa cứ mang đến nhiều thử thách mà tôi sẽ phải vượt qua. Và tôi đã nhận thánh lễ báp têm. Bây giờ tôi nhìn cậu ấy một cách mới. Cậu bắt đầu trở thành gương mẫu cho những thanh niên khác trong hội thánh. Cậu ấy thấy được giá trị của việc dành thời gian với Chúa trong sự cầu nguyện thờ phượng. Và tôi nghĩ người ta đều cho rằng cậu ấy là một thanh niên họ kính trọng và muốn được giống như cậu. Tôi nghĩ Matt đã được Chúa kéo về phía Ngài, nhưng Matt cũng đón mời Chúa và Chúa đã bước vào. Tôi không thể nào nói hết lòng biết ơn của tôi đối với chị vì đã mời tôi đến buổi hòa nhạc ấy. Nếu không đến buổi hòa nhạc đó, tôi không biết cuộc đời tôi sẽ về đâu. Tôi thật vui mừng vì chúng tôi đã mời cậu ấy đi. Tôi thật vui mừng vì đã đến đó và tham dự sự kiện tuyệt vời này. Louis là một nhà truyền giáo được Chúa sức dầu. Đang khi ông rao giảng phúc âm, Đức Thánh Linh vận hành và những người như Matt được đụng chạm mạnh mẽ, cuộc đời họ được thay đổi. Trước khi trở thành cơ đốc nhân, tôi cho rằng sự thành công trong cuộc đời này sẽ tùy thuộc bao nhiêu tiền mà tôi có thể kiếm được và bao nhiêu phụ nữ tôi có thể hẹn hò. Nhưng bây giờ, đối với tôi, sự thành công tùy thuộc vào mức độ thân mật của tôi với Chúa ra sao. Chúa đang dạy tôi những lẽ thật rất kỳ diệu và tôi sẽ hiểu và nắm lấy chúng. Em trai tôi đã biết đến Chúa. Thật kỳ diệu, cả cuộc đời tôi chưa bao giờ kinh nghiệm được sự tự do như thế này. Chúa phán Ngài sẽ cho chúng ta cuộc sống dư dật, đầy trọn. Và cuối cùng, tôi đã nếm được ý nghĩa của lời hứa đó.